Các bạn có bao giờ thắc mắc về dẫn động 4 bánh ARUD và 4FD chưa? Có rất nhiều người cứ ngỡ hai hệ thống dẫn động trên là không có gì khác nhau. Tuy nhiên, trên thực tế, đây là hai hệ thống dẫn động sở hữu rất ít điểm chung đấy. Hãy cùng nhau tìm hiểu qua video ngày hôm nay nhé. Hệ dẫn động 4 bánh 4FD hay còn được gọi với cái tên là 4x4 là hệ dẫn động hai cầu, thường có trên những chiếc xe bán tải hoặc SUV, sinh ra để phục vụ mục đích trèo đèo, lội suối hoặc là đi off-road. Tuy nhiên, khi chạy vào đường trường hay vào cua thì 4FD sẽ không thể nào ổn định được bằng ARUD. ARUD là hệ thống dẫn động hai cầu 4 bánh toàn thời gian, nhưng lực kéo truyền đến 4 bánh sẽ được máy tính điều chỉnh tùy theo từng địa hình. ARUD thì sẽ mang lại cho bạn cảm giác lái mềm mại, êm ái, còn 4FD sẽ mang lại cho bạn cảm giác lái mạnh mẽ và thể thao hơn. Tùy vào nhu cầu sử dụng và mục đích của mỗi người thì bạn sẽ có những sự lựa chọn riêng cho mình. Bạn là người hay phải di chuyển trên những đoạn đường xấu, gồ ghề hay đơn giản là bạn có sở thích đi off-road thì 4FD là một sự lựa chọn hoàn hảo. Còn bạn chỉ sử dụng xe để đi di chuyển trên đường phố hàng ngày thì ARUD là một sự lựa chọn tuyệt vời. Chúc các bạn tìm được xe ưng ý.